Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Gia Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui với gia đình thân thương của mình ạ. Ngày hôm nay thì em về được một cái lô hàng quần jean và tất cả những cái sản phẩm này đều được khui ở kiện Mỹ ra mọi người. Sáng hôm nay thì em đã đi khui được một kiện quần jean và một kiện áo khoác jean. Ngày hôm nay thì em sẽ lên gần 20 mã sản phẩm quần jean. Còn ngày mai thì bên em sẽ lên cái áo khoác jean cho mọi người nha. Với cái thời tiết mà nó không nắng, nó cũng không mưa, nó không lạnh và nó không nóng thì một sản phẩm quần jean hoặc áo jean vẫn là một cái sản phẩm rất là phù hợp để mọi người mặc, mình đi làm, mình đi chơi nha. Và tất cả những cái thông số của sản phẩm bên em vẫn sẽ đo đạc một cách cực kỳ và chính xác, bao gồm vòng eo của quần này. Bên em sẽ không đánh sai của quần đâu, bên em sẽ đo cái vòng eo với cái vòng eo với cái kích thước hiện tại của cái chiếc quần nha. Bởi vì mọi người đã biết như một cái sản phẩm quần jean khi mọi người mua về mọi người mặc thì chắc chắn nó sẽ giãn ra từ 1 đến 2 phân nha. Cái đấy là điều chắc chắn rồi. Còn những con quần này độ mới vẫn rất là cao và 99% đều là sản phẩm của Mỹ nha mọi người. Khui kiện Mỹ. Rồi em vào mã đầu tiên này, em vào mã 1 nha. Mã 1 thì em có một con vòng eo tầm 96 này. Con này là một con quần short của thằng Wang Lơ. Một con Wang Lơ của thằng Mỹ này. Logo của Wang Lơ, tag nó làm bằng da rất là đẹp ở đây. Con này độ mới rất là cao ạ. Con này trên thông số nó để size 32 nhưng mà con này vòng eo của nó là 96 cơ. Vòng eo 96 thì chắc chắn không phải là size 32 rồi. Nên em sẽ đo theo cái kích thước hiện tại của vòng eo nha mọi người. Bởi vì quần jean này khi mà mình đóng vào trong một cái kiện chắc chắn là nó sẽ giãn ra rất là nhiều, hoặc khi mọi người về mọi người giặt nó sẽ co giãn ra nha. Nên bên em sẽ chỉ đo cái vòng eo chính xác hiện tại của quần, bên em sẽ không để sai của quần đâu ạ. Mọi người lưu ý giúp em. Con này vòng eo tầm 96 mã 1 này, một con Wang Lơ của Mỹ. Rất là đẹp nha. Đây. Quần jean của Mỹ thì nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ là cứng cáp, bụi bặm. Cực kỳ cứng cáp và bụi bặm nha. Và cái chất liệu của nó cực kỳ đanh luôn, cực kỳ cứng và đanh luôn. Cầm cái quần lên là mình thấy sự khác biệt liền. Cái chất quần nó, form của nó cực kỳ đứng và cực kỳ đanh nha. Tiếp theo này, em có một thằng Edwin của Nhật Bản này. Dòng Regular 503. Con này Blue Jean Edwin của Nhật nha. Đây. Được cái thằng Nhật nó làm ra những cái sản phẩm nó sẽ rất là đẹp, chỉnh chu từ cái đường kim đến mũi chỉ này. Và chắc chắn những cái sản phẩm này mọi người mặc, mọi người mang nó sẽ không bị đụng hàng đâu. Sẽ không bị đụng hàng đâu. Tem của nó là tem của Nhật nha. Nhưng mà con này được sản xuất tại Trung Quốc, made in China, nhưng mà tem của nó vẫn là tem Nhật nha. Còn nó được gia công và sản xuất tại Trung Quốc. Con này trên thông số nó để là size 28. Một con short jean của thằng Edwin. Mọi người nhìn phía sau nó thêu đẹp chưa? Nó rất là đẹp luôn. Con này bụng nó tầm 84, bụng tầm 84 nha. Còn short jean thì em về được có 4-5 con thôi, không có nhiều. Bởi vì khui một cái kiện ra lấy được vài con short thôi. Còn mấy con kia nó không có đủ tiêu chuẩn để bán đó. Thì bên em sẽ không có lấy đâu. Tiếp theo này, em có một con short jean luôn. Con này là hàng của VLAN. Con này hàng của VLAN và tem của nó là tem của Nhật nha. Mấy cái sản phẩm, mấy cái con quần short này thì hầu hết nó của Nhật nha. Còn quần jean dài thì nó sẽ là của Mỹ. Đây, mã 3 thì em có một con jean. Đây, mọi người nhìn hàng của Nhật nó thêu này. Mọi người nhìn thấy chưa? Nó rất là chỉnh chu. Những cái đường kim mũi chỉ nó thẳng tăm tắp nha. Công nghệ may mặc của Nhật Bản thì không có gì để chê đâu. Và phối màu của nó cũng rất là đẹp. Phối màu rất là đẹp nha. Đây, tất cả những sản phẩm bên em đều là hàng chính hãng và mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Một kiện quần jean hơn 100 cân lấy ra được có tầm hơn 20 sản phẩm được. Không có nhiều đâu, không thể lấy nhiều hơn được nha mọi người. Chỉ lấy được những cái con mà nó mới nhất kiện và những cái con hàng hiệu thôi. Con này hàng của Nhật, con Edwin của Nhật này. À không, con này có phải Edwin, con này của VLAN của Nhật. Con này bụng 84. Tiếp theo mã số 4 thì em có một con Levi tag, nó là cái tag da cam nha, một con Levi. Đây. Nó có cái red tag ở đây. Một con Levi chính hãng này, hình thêu rất là đẹp. Con này thì nó phối rất là bụi nha, những cái miếng rách ở đây, những cái đường chỉ rách ở đây nó là làm theo kiểu của nó nha, chứ không phải là mặc nhiều mà nó bị như vậy đâu. Đây là kiểu của nó như vậy nha. Con này nó có một cái phối rất là bụi. Này, nó chạy những cái chỉ màu cam cũng rất là đẹp, hàng của Levi. Còn mọi người nhìn vào cái mông, mua một con quần jean thì mọi người cứ nhìn vào cái mông nó bạc hay không bạc thì mọi người sẽ đánh giá được cái độ mới của cái quần đúng không ạ? Một con Levi nha. Con này mã 4 bụng 84. Mã 5 thì em có một con quần đậm chất của Nhật Bản thôi. Đậm chất của Nhật Bản thôi. Hình thêu một con phượng hoàng này. Đây, hàng Nhật nó thêu phượng hoàng này. Và hình thêu của nó rất là nét và không có chỉ thừa đâu. Không có chỉ thừa đâu. Nó thêu rất là đẹp luôn. Đây, mọi người nhìn phía trong nó thêu này.
Đây, những cái đường thêu của nó ở phía trong nó đã rất là đẹp rồi. Thì mọi người sẽ hiểu được cái công nghệ may mặc và thêu của thằng Nhật thực sự nó rất là đẳng cấp. Đây là phía sau, nó phối những cái hoa là hoa anh đào đây, hoa anh đào của Nhật Bản này. Đẹp lắm nha. Con này nó rất là hiếm, những cái con mà thêu hình như thế này nó sẽ rất là hiếm nha. Con này bụng nó tầm 92, nó phù hợp với anh nào mà thích cái phong cách nó độc lạ một chút, bởi vì những cái con quần này mặc rất ít khi bị đụng hàng. Hầu hết thì chúng ta chỉ có thể mua những cái phối màu, những cái thiết kế như thế này ở cái hàng si, hàng đồ thùng thôi. Khui ra thì mới mấy cục thì mới lấy được những cái con như thế này thôi. Còn mọi người mua mới thì tất nhiên cái chất lượng nó sẽ không bằng được đâu, chắc chắn với mọi người luôn. Mã số 6 thì em lên cho mọi người một con Hobson Barrow. Con này size 34, trên thông số để là size 34 nha. Con này được sản xuất tại Trung Quốc. Sản xuất tại Trung Quốc nhưng nó là một cái thương hiệu của thằng Mỹ nha. Đây. Con này phối màu bạc, xanh bạc rất là đẹp. Form ống suông luôn, form ống suông luôn. Hudson and Barrow. Đây. Con này mặc nó cảm giác rất là bụi bặm nha. Phối màu xanh bạc. Đây. Form ống suông. Con này bụng nó tầm 100. Bụng tầm 100. Đó, mấy con này các anh em mình mặc đi làm, mình mặc đi chơi nhìn nó sẽ rất là bụi bặm nha. Con này mã số 6, bụng 100. Mã số 7. Số 7 thì em lên cho mọi người một con Levi's. Đây, một con Levi's. Khi em rơi quần này lên chắc chắn có một vài người sẽ hỏi vì sao Levi's nó nhìn lạ thế và nó không có cái red tag ở đây. Thường một con Levi's mọi người sẽ thấy nó có một cái red tag ở đây đúng không ạ? Nó có cái dòng chữ Levi ở đây. Nhưng đây là cái dòng Levi khác nha. Đây là một cái nhánh nhỏ của Levi. Nó được gọi là thằng Denizen Levi. Denizen Levi. Nó, cái sản phẩm này, nó là một cái nhánh nhỏ của thằng Levi. Tất nhiên nó vẫn là sản phẩm thương hiệu của Levi chính hãng, nhưng nó là một cái nhánh nhỏ của thằng Levi, được gọi là Denizen Levi. Thì nó ra đời vào khoảng năm 2010, nó phục vụ cho cái thị trường châu Á và đặc biệt là Trung Quốc và Singapore nha. Đây, nó vẫn là một con Levi's chính hãng. Đây, tem chính hãng của Levi's đây. Đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ có nhiều anh biết rồi và đã sử dụng qua cái dòng Denizen Levi's này rồi. Nhưng chắc chắn với cũng có những người, mọi người sẽ thắc mắc vì sao Levi's nó lại không có cái red tag ở đây. Thì mọi người lưu ý giúp em. Con này vẫn là một con Levi's chính hãng nha, độ mới rất là cao. Và mặc dù nó được sản xuất cho cái thị trường châu Á nhưng nó vẫn giữ được những cái thứ nhất về chất liệu này. Chất liệu của nó vẫn rất đanh và rất là cứng. Và cái form ống suông nó mang lại cho người dùng với cái cảm giác rất là mạnh mẽ nha. Rất là mạnh mẽ. Quần jean chất cực kỳ dày, cực kỳ đanh. Form quần nó cực kỳ đứng luôn. Đó. Thì một cái sản phẩm này theo tìm hiểu của em ấy thì nó cái giá nó có một vài cái sự khác biệt như thế này này. Thứ nhất là nó sẽ tinh chỉnh những cái chi tiết không cần thiết, ví dụ như cái red tag ở đây nó cũng bỏ luôn. Và cái giá bán của một cái thằng Denizen Levi này nó cũng thấp hơn những cái dòng Levi trước đó khoảng 10 đô, khoảng 10 đô. Những cái sản phẩm như thế này trên thị trường nó sẽ bán với cái giá dao động từ 80 cho tới 90 đô, có nghĩa là hơn 2 triệu một sản phẩm nha. Nó ra đời vào những năm 2010, khoảng thời gian đó để phục vụ những cái tầng lớp khách hàng trung lưu của châu Á. Đây. Mọi người về tìm hiểu giúp em cái dòng Denizen Levi này nha. Nó là hàng chính hãng chứ không phải hàng fake đâu. Bởi vì đây là một cái sản phẩm mới. Nên em phải giới thiệu chi tiết cho mọi người để mọi người tránh hiểu lầm. Và bên em vẫn cam kết đây là một cái sản phẩm chính hãng của Levi nha. Rồi em cũng chỉ giới thiệu một con thôi. Bởi vì ở lô hàng này em có tầm 7-8 con Denizen Levi như thế này là. Nên em phải giới thiệu hơi kỹ một chút cho mọi người. Khi mọi người nhận hàng, mọi người tránh hiểu lầm. Con này được sản xuất tại Pakistan. Và có một cái tip nhỏ cho mọi người khi mọi người mua một sản phẩm quần jean của Levi để mọi người có thể check được một cái sản phẩm Levi chính hãng nha. Thì ở phía cúc sau này này, ở phía cái cúc chính của cái quần nó sẽ có một cái mã số ở đây. Ví dụ con này là mã số là 3256 đúng không? Đây, ở cái cúc này nó sẽ có một cái mã số ở đây. Thường ấy, thường tất cả những cái dòng Levi nó sẽ có cái mã số ở cúc này. Không phải là tất cả nha, thường thường ấy. Thì mọi người kiểm tra ở dưới tem nhỏ này, mọi người sẽ thấy một cái mã code 3256 ở đây là nó trùng với cái mã code ở trên cái cúc này. Thì điều đó chứng tỏ một điều là đến 50% hoặc hơn 50% là con quần của mọi người nó là hàng chính hãng nha. Tất nhiên để check được một con hàng Levi chính hãng thì chúng ta cần nhiều thêm thông tin, ví dụ về chất liệu của quần này, đường may mũi chỉ này. Nhưng mọi người có thể chú ý vào những cái
cốt mà nó dập chân quần kèm với cái cốt ở trên cái tem nhỏ này, nếu mà nó trùng thì có nghĩa là mọi người đã sở hữu, mọi người có cơ hội hơn 50% là sở hữu được một con Levi chính hãng. Tiếp theo này, em có một sản phẩm mã 8 này, con này của thằng Dwighty. Con này màu đen, phối màu đen, độ mới rất là cao luôn. Con này bụng tầm 92, bụng 92 nha. Bụng 92. Đây, một con quần jean màu đen cực kỳ đẹp luôn. Con này độ mới cao nha. Quần jean em mới khui sáng và chưa có qua giặt đâu nha mọi người. Quần thì bên em đã ủi rất là phẳng phiu, rất là chỉnh chu rồi. Nhưng mọi người về mọi người phải giặt lại cho em nha, bởi vì bản chất quần jean khui ở kiện Mỹ thì nó rất là mới và rất là sạch. Nên mọi người về tự giặt lại cho em, còn độ mới vẫn cam kết rất là mới luôn ạ. Con này mã số 8, bụng 92, một con quần đen rất là đẹp luôn. Hàng của Mỹ thì mọi người cứ yên tâm về chất lượng cho em. Đây, tem mạc đầy đủ đẹp, rất đẹp nha. Con này chất nó co giãn nhẹ, chất co giãn nhẹ, bụng 92 rất là đẹp luôn. Một con quần màu đen ống suông rất là mới nha. Tiếp theo này, em tiếp tục có một con Denizen Levi's. Mọi người muốn tìm hiểu thêm về cái dòng Levi mới này thì mọi người có thể lên Google mọi người tìm hiểu nha. Và tem code của nó vẫn là tem chính hãng của Levi đây. Những cái cúc của nó vẫn là dập cái logo của Levi ở đây. Nó chỉ khác một điều là cái chi tiết red tag nhỏ ở đây thì nó đã cắt giảm rồi. Tiếp theo em này, mã số 9, con này bụng 92 nha. Một con Levi ống suông độ mới rất là cao. Một cái kiện quần này hơn 100kg thì em lấy chỉ có 18, được 18-20 con thôi. Nên mọi người cứ yên tâm về độ mới và cái chất lượng của nó nha. Quần rất là mới. Đây, 19-10 với quần mới mọi người mua ngoài hãng thôi. Bởi vì những cái dòng Denizen này mọi người mua nó cũng không phải lúc nào cũng có hàng đâu. Không phải lúc nào nó cũng có hàng đâu. Con Levi này rất là đẹp nha. Một con Levi đây ạ, tem chính hãng của Levi nha. Con này mã số 9, bụng 92. Một con Levi chính hãng rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã số 10, em có một sản phẩm của thằng Lucky Brand Los Angeles, một con cũng của Mỹ luôn. Đây, Los Angeles. Hàng của Mỹ nha, con này bụng tầm 90. Cũng form ống suông luôn, một con form ống suông độ mới rất là cao luôn, phối màu cũng rất là đẹp. Này, một con quần ống suông này. Một con quần ống suông nha. Hàng rất là đẹp luôn, hàng chuẩn luôn ạ. Mấy con mới như thế này mọi người mang mua, mọi người mặc Tết cũng được. Bộ mới nó rất là cao, kích chất của nó rất là thích, rất là tốt. Bỏ ra mấy trăm nghìn mọi người sở hữu một cái sản phẩm như thế này không bao giờ lỗ được. Tiếp theo em có một thằng Obey này. Con này mã 11, bụng tầm 92, bụng nó là bụng 92 nha, hàng Obey. Đây, Obey, tem mặt chính hãng của Obey này ạ. Đây, cái logo mặt của thằng mặt quỷ này. Rất là đẹp. Phối màu xanh bạc và con này phối rách kiểu rất là thời trang đó. Phối rách kiểu ở cối rất là đẹp nha. Cái chất của nó rất là dày và cái form quần jean của nó rất là đấm, rất là cứng nha. 100% sản phẩm quần jean ngày hôm nay là cái chất jean cứng nha. Jean kiểu jean rất là đanh vải chứ không phải jean mềm đâu ạ. Hàng Mỹ thì jean mềm nó rất là ít và đã gọi là kiện Mỹ thì bên em sẽ không bán jean mềm đâu. Đây, 100% đều là jean cứng hết. Con này bụng 92, mã 11, một con Obey rất là đẹp. Phối này, phối rách rất là thời trang nha. Đây, đẹp chưa? Nó làm kiểu rách gối rất là thời trang. Anh nào mà trẻ trẻ tuổi một chút thì lấy cái này ngay cho em đi, nó rất là đẹp đấy. Bụng 92. Tiếp tục em có một con Levi nha. Dòng này là dòng Signature Gold 12 này. Con này bụng 100. Tất nhiên là kiện quần jean Mỹ thì size nhỏ nó rất là hiếm luôn. Hầu hết ở đây toàn là size to, bụng nó phải từ 85 độ lên ạ. Chứ không có size nhỏ đâu. Khui kiện Mỹ ra mà gặp mấy cái con size nhỏ thì chắc chắn đấy không phải là cái kiện Mỹ rồi. Signature Levi này. Con này cũng rất là đẹp và độ mới cao. Cái form vải của nó rất là đanh và cứng và độ mới nó hoàn hảo luôn ạ. Rất là nặng. Rất nặng nha. Con Levi này rất là nặng. Siêu nặng luôn ạ. Này, mọi người nhìn cái đít quần của nó này. Nhìn cái mông của nó này. Gần như là màu sắc nó còn nguyên bản. Đó. Bỏ ra mấy trăm nghìn mọi người sở hữu một cái sản phẩm như thế này chắc chắn là sẽ không lỗ được. Đây, tem Levi của nó vẫn còn nguyên vẹn đấy nha. Con này thì tem phụ nó bị cắt mất một tem rồi nhưng bên em vẫn bao hàng chính hãng cho mọi người luôn. Cầm lên cái vải này, mình nhìn vào từng quân cúc này, từng cái cúc một của nó nha. Từ cái đường kim mũi chỉ này. Rất là đẹp. Con này bụng nó bụng 100 dài 102. Bên em sẽ đo chi tiết cho mọi người, ví dụ vòng eo này, chiều dài của quần này, độ rộng của gấu quần này. Tiếp theo 13 thì tiếp tục em có một con Levi nha.
con Levi này. Rất may là có một con size nhỏ, bụng 82 cho anh ạ, mà size nhỏ này, bụng 82 một con Levi nha. Cũng dòng signature của Levi. Form ống suông, ống đứng rất là đẹp luôn ạ. Cái chất vải nó rất là đanh và cứng luôn. Signature Levi. Đây, tem chính hãng của nó đây. Đó. Em sẽ check mã code thử cho mọi người luôn nha. Con này trên code nó đánh là 3937. Đây. Dưới code nhỏ của nó cũng là 3937 đây. Và có một rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ để mọi người nhận dạng được cái một chiếc quần jean chính hãng là như thế nào. Thì cái đó chắc em phải làm một cái clip riêng để chia sẻ cho mọi người. Những ai chưa biết thì mình có thể xem, còn những ai biết rồi thì thôi. Để khi mọi người mua một sản phẩm online quần jean thì mọi người có thể kiểm tra được nó phải là hàng chính hãng hay không, phải hàng chuẩn hay không. Tiếp theo, mã 14, em có một con của sản phẩm của thằng Ariati. Và cái dòng này nó cũng rất là đẹp. Con này được made in Mexico này. Cái chất jean của nó này mọi người nhìn này. Form ống đứng nha, form ống suông. Chất jean của nó rất là đanh, rất là cứng vải luôn. Đây. Một sản phẩm đúng là dành cho phái mạnh mọi người ạ. Cầm nó, cầm cái con jean nó cảm giác nó thô, nó cứng. Nó rất thô và cứng luôn. Thằng Mỹ nó làm mấy con quần. Đây ạ. Rất là đẹp nha. Quần rất đanh vải, rất thô và cứng, form rất là đẹp. Đường may mũi chỉ rất là cứng cáp, chỉ thừa hầu như là không có luôn. Con này mã 14, bụng 92 cho em. Tem của nó đây. Mã cốt tất cả mọi thứ còn nguyên vẹn luôn. Một sản phẩm dành cho phái mạnh. Đây mới chuẩn, gọi là chuẩn quần jean này. Mã 15, em lên cho mọi người con quang lơ. Bụng 88, con quang lơ. Quang lơ của USA, của Mỹ đây. Con này cũng form ống suông, ống đứng như mọi người luôn. Đây. Những cái túi nó thêu thực sự rất là đẹp. Nó chỉnh chu, rất là chỉnh chu. Đường may mũi chỉ nó rất là cứng cáp, chỉ thừa hầu như là không có luôn. Form quần cực kỳ đanh và cực kỳ cứng luôn. Những con này mọi người mặc, mình mặc đi làm, mặc đi chơi vài năm, tuổi thọ của nó phải lên đến vài năm với một cái con quần chất nó như thế này. Con này của Quang Lơ nha. Này. Tem code của nó còn đầy đủ cho mọi người luôn ạ. Độ mới rất là cao. Con này bụng 88 này, bụng 88. Và khi em đã xác định em khui kiện Mỹ thì chắc chắn là bán, chỉ bán cho những người mà form size lớn thôi, form size nhỏ mà khui kiện Mỹ ra form size nhỏ. Ví dụ khui kiện Nhật mà ra Levi's form nhỏ đấy, thì cần phải check lại xem có phải là chính hãng hay không nha. Tiếp theo em có một con Denizen Levi's. Tiếp theo là một dòng Denizen của Levi's. Sợ nhất là mấy cái thằng Levi của thằng Campuchia đấy, Levi của Cambodia ấy. Thực sự nó làm hàng giả, nó làm như hàng thật luôn. Và đôi khi cái chất của nó nhìn còn nét hơn cả hàng thật nha mọi người. Mã 16 này, con này em có một con Levi, độ mới cao nha. Con này bụng cũng 100 luôn, bụng 100 luôn. Form ống suông, ống đứng rất là đẹp. Đây. Khui kiện Nhật thì lấy đâu ra nhiều Levi như thế này. Mà khui kiện Mỹ ra nhiều Levi thì chắc chắn phải chịu một cái điều là form của nó rất là to. Form của nó rất là lớn, không có size nhỏ đâu. Tiếp theo em có một con Kenny Cole New York, cũng hàng của Mỹ luôn nha. Kenny Cole New York, con này là màu xanh đen, màu xanh than với màu ống suông. Độ mới cao nha. Đây. Mọi người nhìn vào cái mông cho em nha. Màu sắc gần như nó còn nguyên bản luôn, nó không có bị bạc đâu. Mua quần jean thì mọi người cứ để ý vào cái mông cho em. Cứ để ý vào cái mông, một cái con quần jean mà nó bị bạc mông là vứt. Là vứt, không bao giờ em mặc những con quần jean bạc mông đâu. Đây. Con này độ mới cao, form ống suông rất là đẹp nha. Kenny Cole New York mã 17 cho em. Tem code của nó còn đầy đủ đấy. Này. Rất là đẹp, rất là đẹp. Anh nào thích áo jean thì ngày mai nha. Áo jean của bên em thì sẽ lấy áo của Hàn nha, chứ không phải là áo của Mỹ đâu. Áo của Mỹ thì nó sẽ ra những cái size cho những người hơn 100kg cơ. Chúng ta sẽ không mặc được áo jean của Mỹ đâu. Áo jean đẹp nhất là phải mở kiện Hàn nha mọi người. Nó sẽ rất là mới và nó sẽ rất là thời trang. Mã 18 tiếp tục, em có một con Denizen Levi's, vẫn là một con Levi's này. Denizen from Levi's là tem chính hãng của Levi's đây. Tem code của nó còn nguyên nha. Con này em cũng thử check code cho mọi người luôn này. Con này trên code nó để là 4309. 4309. Rồi. Code ở đây nó cũng để là 4309 luôn, hoàn toàn khớp nha.
Đó, đó là một trong những cái cách đơn giản, một trong những cách đơn giản để mà check một con quần Levi nha. Đây, con này cũng form ống suông, độ mới thì gần như là một chiếc quần mới luôn. Tất cả những sản phẩm bên em xin được phép nhắc lại là đều là hàng chính hãng và mọi người vẫn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Với một cái sản phẩm quần mà gọi tạm gọi là sản phẩm quần tuyển như thế này đi nha, mọi người hãy lưu ý giúp em, thật sự mọi người đam mê quần jean thì mọi người hãy đặt nha. Bên em rất là ngại khi mọi người những khách hàng mới mà mọi người mua những cái sản phẩm nó thuộc gọi là hàng tuyển như thế này đấy. Về mà mọi người hoàn hàng với bất kỳ lý do gì thì lần sau bên em sẽ không ưu tiên chốt hàng nữa đâu ạ. Cái đấy em phải chia sẻ thật. Và những cái sản phẩm như thế này thì bên em cũng bán cho một khách hàng chỉ một con thôi, để mọi người trải nghiệm thôi, sẽ không bán hai con cho một khách hàng riêng trong cái lô hàng lần này ạ. Rồi, em xin kính chào tất cả quý khách và kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình ạ.